Xe ôm và taxi đều phổ biến ở Việt Nam, nhưng xe ôm rẻ hơn taxi. Có nhiều hãng taxi, nhưng mình thích đi xe ôm và taxi Grab nhất. Xe ôm và taxi đều phổ biến ở Việt Nam, nhưng xe ôm rẻ hơn taxi. Có nhiều hãng taxi, nhưng mình thích đi xe ôm và taxi Grab nhất. Xe ôm và taxi đều phổ biến ở Việt Nam, nhưng xe ôm rẻ hơn taxi. Có nhiều hãng taxi, nhưng mình thích đi xe ôm và taxi Grab nhất.